Này thiện hiện, như thế các đại Bồ Tát thường vì thế gian làm việc khó làm, mang nhiều lợi ích, nghĩa là vì lợi lạc các hữu tình, mà tự phát tâm vô thượng Bồ Đề, cũng khiến cho người phát tâm yểm ly sanh tử. Cầu quả Bồ Đề tự thực hành các pháp chánh hạnh như thật, cũng khiến người hành dần dần nhập cảnh giới Niết Bàn của Ba Thừa. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà sa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình trong cõi ngạ quỷ, cho nên nguyện sanh vào cõi ấy, phương tiện dứt trừ cái khổ đói khác. Các ngạ quỷ ấy khi các khổ đã dứt, đối với Bồ Tát này khởi xấu hổ và rất thương kính. Nhờ thiện căn này thoát cảnh quỷ đói, được sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người, thường gặp Như Lai ứng chánh đẳng giác, cung kính cúng dường, nghe thuyết chánh pháp, dần dần tu hành chánh hạnh ba thừa, cho đến khi được nhập ba cảnh giới vô dư y Niết Bàn. Này thiện hiện, như thế các đại Bồ Tát đối với loài hữu tình an trụ đại bi, phát khởi vô biên phương tiện thiện xảo, cứu vớt khiến nhập Niết Bàn của ba thừa, chốt giáo an lạc. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà sa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát hoặc vì chúng trời tứ đại vương tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời 33 tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời dạ ma tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời đổ sử đa tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời lạc biến hóa tuyên thuyết chánh pháp, hoặc vì trời tha hóa tự tại tuyên thuyết chánh pháp. Các chúng trời ấy ở chỗ Bồ Tát nghe chánh pháp rồi, dần dần nương vào ba thừa, riêng tu chánh hạnh, tùy theo sở tu nhập vào ba cảnh giới vô dư y Niết Bàn. Này thiện hiện, trong chúng trời ấy có các thiên tử đam mê năm dục lạc vi diệu cõi trời và cung điện báu mà chúng ở. Đại Bồ Tát ấy thị hiện lửa nổi lên thiêu cháy cung điện ấy, khiến sanh sợ hãi, nhàm chán, nhân đó vì họ nói pháp thế này. Này các thiên tử, nên quan sát kỹ, chư hành vô thường, khổ không phi ngã, chẳng thể bảo đảm tin cậy, người có trí ai ưa đắm các thứ ấy. Khi ấy các thiên tử nghe pháp âm này, đối với năm dục đều sanh nhàm chán, xa lìa, tự quán thân mạng hư dối vô thường giống như cây chuối, ánh chớp, bóng nắng, quán các cung điện giống như tù ngục. Quán như thế rồi, dần dần nương ba thừa, siêng tu chánh hạnh mà được diệt độ. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn thanh tịnh không chướng ngại quán khắp vô lượng hằng hà sa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát, thấy các phạm thiên đắm trước các kiến chấp, nên phương tiện giáo hóa dẫn dắt khiến họ xa lìa, bảo: Này các thiên tiên, tại sao các ông ở trong tất cả pháp không vô tướng, hư vọng không thật, mà phát khởi các thứ ác kiến như thế, nên mau bỏ đi, hãy tin thọ chánh pháp, khiến các ngươi đạt được cam lồ vô thượng. Này thiện hiện, như thế các đại Bồ Tát an trụ đại bi vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy có pháp cực kỳ hy hữu. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà sa thế giới trong mười phương, thấy các đại Bồ Tát dùng bốn nhiếp sự nhiếp hóa các hữu tình. Bốn pháp ấy là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Này thiện hiện, làm sao đại Bồ Tát có thể dùng bố thí nhiếp hóa các hữu tình? Này thiện hiện, đại Bồ Tát dùng hai loại bố thí mà nhiếp hóa các hữu tình. Hai loại ấy là gì? Một là tài thí, hai là pháp thí. Này thiện hiện, đại Bồ Tát thường dùng tài thí nhiếp hóa các hữu tình như thế nào? Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường dùng các thứ vàng bạc ngọc báu trân châu mani san hô vệ lưu ly ngọc báu phà chi ca kha bối bích ngọc đế thanh đại thanh thạch tàng sử tàng hồng liên vân vân cho các hữu tình, hoặc dùng các thứ y phục, thức ăn uống, cung điện, lầu gác, phòng nhà, đồ nằm, xe cộ, hương hoa, đèn đuốc, kỹ nhạc, tràng phan, bảo cái, anh lạc, vân vân cho các hữu tình, hoặc đem thê thiếp, con trai, con gái, đồng bộc và người hầu cho các hữu tình, hoặc đem các loại bằng xanh như voi, ngựa, trâu, dê, lừa, vân vân cho các hữu tình, hoặc đem các loại tài vật kho tàng, thành ấp xóm làng và ngôi vua cho các hữu tình, hoặc đem các bộ phận thân thể như tay chân lóng đốt, đầu mắt tủy não cho các hữu tình. Đại Bồ Tát ấy đem các thứ đồ vật đặt ở ngã tư đường lên trên đài cao loan báo thế này:
Tất cả hữu tình có cần vật gì, tự do tới lấy, chớ sanh nghi mạng, như lấy của mình, chớ nghĩ gì khác. Đại Bồ Tát ấy bố thí cho các hữu tình các vật theo nhu cầu rồi, lại khuyên quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hoặc khuyên thọ trì năm giới cận sự nam, hoặc khuyên thọ trì tám giới cận trụ, hoặc khuyên thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, hoặc khuyên tu hành sơ thiền, hoặc khuyên tu hành đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, hoặc khuyên tu hành từ vô lượng, hoặc khuyên tu hành bi hỷ xả vô lượng, hoặc khuyên tu hành định vô biên xứ, hoặc khuyên tu hành định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc khuyên tu hành tùy niệm Phật, hoặc khuyên tu hành tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, hoặc khuyên tu hành quán bất tịnh, hoặc khuyên tu hành niệm giữ hơi thở, hoặc khuyên tu hành tưởng vô thường, hoặc khuyên tu hành tưởng khổ vô thường, tưởng khổ vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng thể ưa thích, tưởng chết, tưởng đoạn, tưởng lìa, tưởng diệt, hoặc khuyên tu hành bốn niệm trụ, hoặc khuyên tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc khuyên tu hành tam ma địa không, hoặc khuyên tu hành tam ma địa vô tướng vô nguyện, hoặc khuyên tu hành pháp môn giải thoát không, hoặc khuyên tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc khuyên tu hành tám giải thoát, hoặc khuyên tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc khuyên tu hành bố thí ba la mật đa, hoặc khuyên tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, nguyện lực trí ba la mật đa, hoặc khuyên an trụ thánh đế khổ, hoặc khuyên an trụ thánh đế tập diệt đạo, hoặc khuyên an trụ pháp không nội, hoặc khuyên an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc khuyên an trụ chân như, hoặc khuyên an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, hoặc khuyên tu hành tất cả pháp môn đà la ni, hoặc khuyên tu hành tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc khuyên tu hành bậc cực hỷ, hoặc khuyên tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc khuyên tu hành năm loại mắt, hoặc khuyên tu hành sáu phép thần thông, hoặc khuyên tu hành 10 lực Như Lai, hoặc khuyên tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc khuyên tu hành đại từ, hoặc khuyên tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc khuyên tu hành pháp không quên mất, hoặc khuyên tu hành tánh luôn luôn xả, hoặc khuyên tu hành trí nhất thiết, hoặc khuyên tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc khuyên tu hành 32 tướng đại sĩ, hoặc khuyên tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc khuyên tu hành quả dự lưu, hoặc khuyên tu hành quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, hoặc khuyên tu hành tất cả hạnh đại bồ tát, hoặc khuyên tu hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện như thế các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo đối với các hữu tình hành tài thí rồi lại khéo an lập các loại hữu tình khiến an trụ trong pháp an ổn vô thượng cho đến khiến đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện đó là đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có pháp cực kỳ hy hữu. Này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thường dùng pháp thí nhiếp hóa các loài hữu tình như thế nào? Này thiện hiện, pháp thí của đại bồ tát có hai thứ ấy là gì? Một là pháp thí thế gian, hai là pháp thí xuất thế gian. Này thiện hiện, thế nào là pháp thí thế gian của đại bồ tát? Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng các pháp thế gian, đó là quán bất tịnh, hoặc niệm giữ hơi thở, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn phạm trụ, hoặc bốn định vô sắc, hoặc pháp cùng loại phàm phu khác ở thế gian, như thế gọi là pháp thí thế gian. Này thiện hiện, đại bồ tát ấy hành pháp thí thế gian rồi dùng các loại phương tiện giáo hóa dẫn dắt hữu tình khiến họ xa lìa các pháp thế gian, dùng các thứ phương tiện giáo hóa dẫn dắt hữu tình khiến an trụ thánh pháp và quả thánh pháp.
Này thiện hiện, thế nào là thánh pháp và quả thánh pháp? Này thiện hiện, thánh pháp là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tám giải thoát, chín định thứ đệ, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, mười địa bồ tát, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vân vân, các pháp vô lậu. Này thiện hiện, quả thánh pháp là quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, quả vị độc giác, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa thiện hiện, thánh pháp của Đại Bồ Tát là trí quả dự lưu, trí quả nhất lai, trí quả bất hoàn, trí quả A-la-hán, trí quả vị độc giác, trí quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, trí bốn niệm trụ, trí bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Trí pháp môn giải thoát không, trí pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, trí bốn tịnh lự, trí bốn vô lượng, bốn định vô sắc, trí tám giải thoát, trí tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, trí bố thí ba la mật đa, trí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, trí tất cả pháp môn đà la ni, trí tất cả pháp môn tam ma địa, trí thánh đế khổ, trí thánh đế tập diệt đạo, trí pháp không nội, trí pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, trí chân như, trí pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, trí mười địa Bồ Tát, trí năm loại mắt, trí sáu phép thần thông, trí mười lực như lai, trí bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí pháp không quên mất, trí tánh luôn luôn xả, trí trí nhất thiết, trí trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, và tất cả trí pháp thế gian và xuất thế gian khác, trí pháp hữu lậu vô lậu, trí pháp hữu vi vô vi, đó gọi là thánh pháp. Quả thánh pháp là đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục, đó gọi là quả thánh pháp. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng chăng? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát cũng có thể đắc trí nhất thiết tướng, thì cùng với Như Lai ứng chánh đẳng giác có gì sai khác? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát gọi là trí nhất thiết tướng tùy đắc, còn tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác thì gọi là trí nhất thiết tướng dĩ đắc. Vì sao? Vì chẳng phải tâm của các Đại Bồ Tát cùng với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác bỗng nhiên có sự sai khác, đó là các chúng Đại Bồ Tát cùng với chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều an trụ tánh vô sai biệt của các pháp. Đối với các pháp tướng cầu chánh biến tri thì gọi là chúng Đại Bồ Tát, nếu đạt đến cứu cánh, tức là Như Lai ứng chánh đẳng giác, khi trụ ở nhân vị, đối với tự tướng cộng tướng của tất cả pháp chiếu rõ không mờ, thanh tịnh đầy đủ, thì gọi là chúng Đại Bồ Tát, nếu đạt được quả vị thì gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cho nên Đại Bồ Tát cùng với Như Lai ứng chánh đẳng giác tuy đều gọi là đắc trí nhất thiết tướng nhưng có sự sai khác. Này thiện hiện, đó gọi là pháp thí thế gian của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát do nương pháp thí thế gian như thế, lại thường tu hành pháp thí xuất thế gian. Đó là các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo, trước dạy hữu tình thiện pháp thế gian, sau khiến xa lìa thiện pháp thế gian, an trụ thánh pháp vô lậu xuất thế gian, cho đến khiến đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, những gì gọi là thánh pháp xuất thế gian mà các Đại Bồ Tát về các hữu tình tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng, gọi đó là pháp thí.
Này thiện hiện, tất cả thiện pháp khác với pháp phàm phu, nếu tu tập chân chánh, thì khiến các hữu tình vượt khỏi thế gian, an trụ an ổn, cho nên gọi là xuất thế. Đó là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát, tám giải thoát, chín định thứ đệ, bốn trí thánh đế, ba la mật đa, các trí không, vân vân, mười địa bồ tát, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lược như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp phật bất cộng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Các thiện pháp vô lậu như thế, tất cả đều gọi là thánh pháp xuất thế gian. Này thiện hiện, thế nào gọi là bốn niệm trụ? Này thiện hiện, nó là đối với nội thân, an trụ quán theo thân, đối với ngoại thân, an trụ quán theo thân, đối với nội ngoại thân, an trụ quán theo thân, đầy đủ chánh cần, chánh tri, chánh niệm, từ tham ái ở đời,